我哋等等。Thưa Đức Vua, ngài cứ để tôi ở đây đi. Người phải đi chung với ta, mình sẽ cùng nhau chung sống trường sinh bất tử. Chỉ cần ngài có lòng tới thuộc hạ thì thuộc hạ đã mãn nguyện lắm rồi. Cũng đáng khi mà thuộc hạ hy sinh tính mạng vì ngài. Nhưng nếu mà cứ kéo dài thì bọn họ gọi cô mắt ca lại chắc hiện ra thì ngài sẽ nguy to. Vậy còn ngươi thì sao? Thuộc hạ sẽ ngăn cản họ đến cùng. Ngài hãy đi đi, cứ tiếp tục sống trường sinh, cứ để thuộc hạ ở đây đi. Ngài đi đi, đi đi. Chỉ có một mình ngươi thì ngươi không thể đối phó với tên thầy pháp kia đâu. Và còn khô mắt cả là chắc nữa. Ngươi mau theo ta đi. Trả phát lại cho ta. Thằng rác rưởi kìa, đúng là mày không thấy quan tài mày không đổ lệ. Hôm nay là ngày kết thúc số mạng con ngươi rồi, thằng quỷ xấu xa. Ngươi dùng sức mạnh của khô mắt phải không hả? Thằng đưa thơ kia, khô mắt cả là chắc, ngươi phải tan thành tất cả. Mau đi theo ta. Bây giờ thì ta đây đã thoát khỏi đây rồi. Phù Tê Xuân, đã đến lúc ngươi phải kết thúc rồi. Tiền bối Ca La Chắc, cứu tôi với. Cứu tôi với. Cô mắt là tiền bối Ca La Chắc, cứu tôi với. Ngươi có nhìn thấy ta phải không? Tôi thấy tiền bối mà, tôi không thể chết được đâu. Tôi phải cứu đi là Phật Trà. Bản thân ngươi tự cứu mình không xong nữa. Ngươi đưa thư, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc rồi, bởi vì lời nguyền của Triết Pháp Ta Xuân. Không đâu, tôi không thể chết được, và tôi cũng không nhận lấy lời nguyền đó đâu. Nhưng mà thân thể của anh không thể đối đầu với hắn được đâu. Tôi sẽ đi cứu Phách,
tôi phải đi cứu Phách. Cô ấy cứ để cho ta cứu là được. Không đâu, không đâu, cứu tôi với, tiền bối, cứu tôi, cứu tôi với, tiền bối. Nilafetra, 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 cô đang ở đâu vậy? Dartmoor Thorn. Cô ta không phải là người gian xảo và cũng không giống như là thuộc hạ ở dưới sự chỉ thị của ngài. Nilafetra, nàng đang đợi ta có đúng không? Ta phải giết ngươi, ta hung thủ giết ngươi. Đúng là con xà tinh, đây chính là đao để ngươi dùng, nhưng không phải là dùng để giết đức vua của ta đâu. Ngươi hiểu không? Trong tình trạng như vậy rồi mà ngươi còn nhớ tới người khác nữa sao? Nếu cứ như vậy thì cho dù ngươi có tu luyện hàng ngàn kiếp cũng không thể đấu lại hắn ta được đâu. Tiền bối, là thánh có đúng không hả? Tiền bối tại sao không cứu? Bằng mọi giá tôi phải cứu Phách, tôi phải cứu Phách cho được, tôi phải cứu Phách. Phách ơi, anh cứu em. Hãy nhìn đi, nhìn đi, đây là thi thể của cô 5.000 năm trước đó. Cô nhìn cho thật kỹ đi. Nilafetra, đây là thi thể của cô, xinh đẹp và đáng mến tới cỡ nào. Dartmoor Thorn, ngài đừng quá lo lắng cho cô ta nữa. Đã đến lúc cô ta phải biết tất cả những chuyện này. Sẽ không đau đớn bao nhiêu đâu. Đeo dây chuyền vào, triệu pháp Ta Sun và dùng chính con dao này tự đâm vào tim mình. Khi huyết cô chảy ra thì hãy dùng huyết đó bôi lên thi thể của Nilafetra, thi thể Ta Putisun và thi thể của người này. Đó chính là Dartmoor Thorn. Để làm lễ tế dâng cho nữ thần Triệp Pháp Ta Sun, sau đó linh hồn của ba người chúng ta sẽ được hồi sinh trở lại trong một thân thể mới và sẽ sống trường sinh bất tử. Vương quốc Akolala sẽ trở thành một vương quốc hồi sinh bất tận. Ta
ta không để cho các ngươi thực hiện được ý nguyện đâu. Im miệng lại đi. Tiền bối cả là chắc. Cái đầu của ngươi đúng là có vấn đề rồi. Cho dù ngươi có yêu cô ấy cách mấy đi nữa, nhưng ngươi là người phàm thì ngươi có thể làm gì hơn được chứ? Nếu như tiền bối không giúp đỡ thì đừng nhiều lời nữa. Tiền bối cứ đi đi. Sắp chết rồi mà vẫn còn hiên ngang sao? Đúng là đáng thương cho Ni La Phách Tra thật, khi có một tình nhân ngu xuẩn như vậy. Hay chỉ vì sự yêu thương đã làm cho người trở nên ngu ngốc? Tiền bối, tiền bối đi đâu vậy? Tại sao lại không giúp đỡ tôi? Khoan đã. Cô, mau đeo dây chuyền Trip Pháp Ta Xuân này vào đi. Quỷ khốn kiếp, thả ta ra. Đủ rồi Bô Thôn, ngài cũng nhìn thấy rồi đó, cô ta đã phản kháng như thế nào. Ni La Phách Tra, tại sao cô lại nhìn tôi như vậy? Cô căm ghét tôi lắm phải không? Được lắm,